Nhưng mà anh có gác nước không để em ship trà sữa qua. Không ấy em ship bi qua. Rồi hai mình vô hai mình vô khách sạn uống. Hello mọi người, mình là Vi Vấn Vẩn. Mình là Phương Vui Vẻ. Bây giờ hai đứa mình sẽ kiểu quay trở về tuổi thơ để chơi cái máy điện tử này nè mọi người. Hồi trước mày hay chơi gì? Ta hay chơi đá banh với bắn bì. Ủa? Mày trai nhà gái đúng không? Tụi lao. Tuổi thơ. Ủa chứ tuổi thơ của tao vậy? Tuổi thơ mày thật là bất hạnh. Rồi ok. Hôm nay tụi mình sẽ chơi cái này. Giờ ai thua làm gì nè? Ai thua xuống dưới đâm cục điện. Đâm đầu vào cục điện. Cái trend TikTok đâm đầu nhảy hả? Đúng rồi. Thương năm thân năm mưa. Thôi được rồi. Thôi vậy không mấy mày thua luôn đi. Không mấy mày thua luôn đi. Là khủng quá hả? Mấy trời tao giỏi lắm. Bây giờ trời ơi. Mới nói mấy trò này tao giỏi lắm. Rồi. Tao hay mày chơi trước. Xâm xì gì? Xâm xì. Xâm. Bà lên bà lên. 1 2 3. Mày đã sao? Rồi rồi lại lại lại. 1 2 3. 1 2 3. Đó. Rồi ai chơi trước? Mày thua mày chơi trước đi. Tao chơi trước. Round 1. Lady go. Không có nháp nha, chơi thiệt nha. Rồi vô nè. Mày là im ngay cái miệng mình mày đánh hồng chú hoàng vàng á. Nín hồng đi, tập trung nè. Đứng im đi. Ừ. Im lặng đi. Im lặng. Đứng im đi. Ừ đừng né, đừng né, đừng có né. Ừ. Rồi, 200 điểm. 200 điểm nha, nhớ nha, 200 điểm. Tới tao. Một lần nữa. Nghỉ. Trời xấu. Trời ăn ghen hả? Trời ăn ghen. Rồi sao nữa nè. Bấm. Mày. Ủa sao biết hay vậy? Tao học vô nè. Nhìn tao nè. Không nhép nha mày. Ừ nhìn. Trời ơi. Tao có đồ quỷ. 300 điểm đủ thắng mày rồi. Chuẩn bị ra nhảy đi. Mày hên mày. Ừ chết nè. Ủa 500 điểm rồi. Mày. Dốt nha. Tức trời rồi. Lại. Thôi 600 điểm đủ thắng mày lại chứ. Sao đây là màn trả kèo của Vi nha mọi người. Rồi vô. Vô. Lẹ đây. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Xích vô cái cột điện á, cái cột điện vô. Làm cha do xuân. Rồi, ok. Ở đây qua đây là thôi. Chuyển nhà đi. Đừng sống đây nữa mệt mỏi. Ê ê ê, hồi nãy mày nhảy rồi mày có thấy trời mày thấy sao? Nêu cảm nghĩ, nêu cảm nghĩ. Trời nó quê gì đâu luôn. Rồi mày ê, mày mọi người mày như kiểu con khùng vậy á. Ở xung quanh nhìn thôi em cứ dương tâm thôi. Không có. Không nó, hiểu chứ không. Cái điệu nhạc này giống như là sinh ra để dành cho mày vậy á. Kiểu vậy á. Mọi người cứ mê nhỏ sao mê. Mày người ta dòm mày. không biết mày đang làm gì luôn á. Không nhớ. Cái đó là phía sáng ở đó là anh chị nhường thôi, mình ở sân nhà mà mình nhường thôi, mình nhường mấy đứa trẻ con thôi đúng không, mình nhường nó. Bây giờ mình làm thứ hai lại lại. Làm lại vòng hai em sẽ không bao giờ nhường nữa. Giờ rồi, ok giờ ai thua thì sẽ rồi bây giờ ai trước giờ ai thua làm gì ai thua nhà có đá không có. Có đá. Bây giờ mày muốn đá gì? Đá sỏi, đá thẳng. Không. Đá uống nước á. Đá uống nước, ok có. Rồi. Rồi làm gì? Lấy ra để đập. Không. Bây giờ lấy một cục đá đó. Bỏ vô nách. Bỏ vô nách làm gì? Rồi xong rồi ướp bỏ nách. Không. Xong rồi bỏ 5 giây thôi. Rồi nhai. Bỏ cái đá cục đá vào nách, bỏ vào miệng nhai. Ờ. Ok. Uống nước đá. Uống nước đá nách. Đứa nào ho nách ghét chịu. Giờ nãy mày chơi trước rồi, giờ tao chơi trước chờ. Ok. Ok không? Vô. Round 2. Lady go. Rồi.
Rồi vô không nháp nha. Nháp gì? Trời mẹ ơi. Mẹ ơi. Thì sao? Chết mẹ. Thôi lại đi, không nháp, không nháp mày chết đến tao. Lại đi, tự nhiên không biết gì đó. Chín, ok cái này hả? Vô. Chết mẹ rồi, không điểm. Kỳ á trời. Không điểm được rồi, lại tao mày đó. Tao mày đó. Mày trước hay tao trước? Mày trước đi. Reset nha. Vô. Trời ơi tao biết chơi rồi nè mày. Bây giờ. Chết mẹ ơi. Mày chơi chốt tim. Ôi điểm không điểm. Không điểm. Không điểm. Không điểm. Không điểm. Không điểm. Reset. Em chỉ cần một điểm là em thắng nó rồi. Ôi trời. Không điểm hoài luôn á, cái này khó. Rồi luôn. Đừng, được rồi mẹ ơi, được rồi. Mấy rồi? 400 điểm. À. Là tao thắng mày rồi. Em thắng nó rồi. Mày uống nước nắc đi. Mẹ ơi, đi lo hỏi cho mày. Cũng không có hôi lắm đâu. Không có hôi. Thơm. Mọi người, bây giờ em sẽ cho bạn Phương tao hửi cho mình nọ thơm không? Uống. Tự cảm nhận cái vị nách của mình. Nó coi nó có nách nành nạch không? Nè. Tự bỏ vô. Bỏ đúng cái nách nha. Không mới bỏ nách tao đi. Thôi gớm nè mẹ. Bên đây đi. Chung cái nách nha. Điểm 5 giây đi. 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 camera. Tôi lại đi. Để nó ăn. Cái nách tôi đánh nhiều lắm. Mùi gì? Dạ bạn có mùi gì? Nách của bạn cái mùi thơm. Mùi nách nành nành. Nó thơm. Kìa ngon quá hả? Được rồi. Sau 2 kèo thì đang là 1 điều. Bọn em sẽ chơi chung kết. Chắc chắn chung kết sẽ không để cho nó thắng được. Ủa cái nách luôn á. Nhất cái nách. Vô cái nách. Chơi lại nè. Một. Chơi lại. Bây giờ chơi một kèo chung kết nha. Rồi ai thua làm gì? Mày gác kèo đi. Tháo gác kèo hoài. Ai thua bây giờ? Tháo lớn kèo. Đi. Mình chơi lớn luôn. Chơi lớn là chơi gì? Là chơi lớn. Chơi lớn là chơi lớn. Là chơi lớn luôn. Là chơi lớn là chơi cái kèo gì? Chơi lớn là chơi lớn. Thì là chơi lớn đó. Là cái kèo lớn lớn đó. Là kèo gì? Mày phải ra kèo chứ. Ai thua thì sẽ gọi cho một người rủ tối nay đi nhà nghỉ. Một người bạn bè trên Facebook nhưng mà chưa từng nhắn tin nha. Không nhưng được. Mà chữ cái tên không, gì? Không cần chữ cái, chọn ai cũng được, miễn là nam là được. Hả? Chưa từng nhắn tin là được, miễn là nam. Gọi rủ tối nay đi nhà nghỉ, rủ sao đi thì thôi nha. Đi thì thôi hả? Ừ không đi thôi. Thôi thì kỳ. Không đi thôi. Miễn sao là rủ đi. Thôi thì mình nói là miễn sao mà mình nói được câu là tối nay đi nhà nghỉ với em nha. Ừ. Nói vòng cũng đi nhà nghỉ à. Ở đây làm gì có nhà nghỉ mày, đi khách sạn. Ờ đi khách sạn đi cho nó sang, đi nhà nghỉ nó friend. Ờ rồi ok. Ừ được. Đi nhà nghỉ tối nay em bao. Ừ em mua chắc cái iPhone 13 Pro Max. Má tiền đâu mua má. Là... rồi chơi là mệt quá đi. Vô. Round 3 Lady go. Chung kết lại phải xin chung kết xin xung. Dạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó mày thua mày chơi trước nữa đi. Yes. Tối ngày ra cái búa con nháp không hoài. Con nháp không? Không, không có nháp gì trơn á. Vô nháp. Ủa sao nó hình như tim. Ủa là sao đó. Trời ơi. Ê
1.400 điểm. Ê, 1.400 điểm là qua vòng rồi. Ủa, hay quá nhở. Ủa, chết, 2.000 điểm. Ủa, có tiếp không? Chết rồi. 2.000 điểm, reset lại. 2.000 điểm. 2.000 điểm. Ủa, chết rồi. 2.000 điểm. Mày chết. Mới là mua 2.000 điểm. Đừng cho mình gọi. Đừng cho con gọi mà. Đừng cho con gọi. Nam mô Di Đà Phật. Má, mày thua đi. Không rồi, lỡ tao đi thiệt chắc không. mày thua đi. Mày không bắn hả? Mày phải bắn nữa kìa. Mày bắn cái nút này nè, mày phải bắn nữa, vừa bắn vừa đi luôn. Ờ à, đúng rồi, nút bấm cái này nè. Ờ à, đúng rồi, đi qua. Điện thoại đó. Không biết bắn con mẹ gì. Điện thoại đó. Ui trời. Anh này có body sắm muối nè. Anh này ở... Ai gì bà nội? Bùm mày thuộc Đắk Lắk hả? Không sao đâu. Anh có thể vì em mà xuống Sài Gòn. Anh chỉ cần lý do thôi. Rồi. Ơi đang online luôn nè. Ê nhưng mà ở Đắk Lắk rồi nói sao? Anh cho em làm quen được không hả? Lấy anh nào Hồ Chí Minh đi. Cho anh vậy. Đang online gọi lại. Ừ, đang online gọi lại đi. Gọi lại đi chứ. Thì nó của em cũng ở Buôn Mê Thuột Đắk Lắk luôn. Anh Văn Dương gì thôi. Em xin lỗi anh nha. Em không tặng ví chọn á. Rồi gọi đi mẹ. Gái xinh mà. Bắt máy liền cái cửa. Đừng mà. Đừng. Ui tắt máy. Ui tắt máy. Gọi đi, gọi nữa. Ê, lúc nào bắt máy này ông chửi không? Ông chửi không? Có lúc nào ông chửi không? Ê, mất wifi rồi ta. Alo. Dạ, alo. Anh đang có rảnh không? Dạ, sao vậy chị? Anh cho em làm quen được không? Hả? Anh cho em làm quen được không? Và rảnh nữa không? Hả? Trời ơi, ủa mà chị ở đâu á? Dạ, em ở Sài Gòn, anh ở đâu vậy? Sài Gòn hả? Em anh ở đâu? Em ở Buôn Ma Thuột. Nhưng mà nhưng mà bây giờ em cũng đang du lịch ở đó đó. Anh có đói bụng không? Dạ. Anh có đói bụng không? Trời em mới đi ăn về luôn á chị ơi. Ôi. Vậy anh có khát nước không? Em hay là em ship trà sữa cho anh nha. Thôi không thôi, hay là em ship bia cho anh nha. Mày đang làm video chôn hay sao vậy? Em xin lỗi rồi. Không có làm. Đúng không? Dạ đâu có đâu, em gọi làm quen thiệt. Một phép quen. À... biết sao mà trước kết bạn cách đây hai tháng anh có kết bạn là tại anh thấy là xem cái video của Vĩnh Bớ Bận á, của ông Vĩnh á. Ai vậy hả? Đi sao nữa? Anh vậy là anh biết em qua anh Vĩnh hả? Biết chứ. Không, kiểu như là mình xem thôi chứ không phải là quen biết bạn bè gì cả. Dạ em biết mà. Nhưng mà anh có khát nước không để em ship trà sữa qua? Không ấy, em ship bi qua. Rồi hai mình vô hai mình vô khách sạn uống. Ủa, em bán đồ ăn mà. Ơ, gì hả? Không biết hả? Anh bán đồ ăn hả? Trời ơi. Em làm bên bếp ở bên Quang Tịnh đó chị ơi. Ơ, gì đúng rồi, vậy anh gì vậy, vậy anh bán đồ ăn còn em ship bi qua, hai mình vô khách sạn nhậu. Bà nhây dễ sợ luôn. Anh đi với em không? Lên đây đi. Ờ, em đang ở Đắk Lắk mà. Ở Đắk Lắk ở chỗ nào? Em ở kế bên anh. Trời ơi, Hà Thính dễ sợ luôn. Ủa mà tự nhiên gọi chi vậy? Gọi chơi, gọi treo chơi vậy hả? Gọi rủ anh đi khách sạn thôi, nhưng mà anh có đi với em không?
sao ông ruộng bệnh á? vậy thôi, để em ngủ anh Vĩnh. À, chắc chơi với ông Vĩnh nhiều rồi, chắc bị nhai e bị lây bệnh của ông không? Chắc vậy quá. Đúng rồi còn gì. Thấy ở trên mấy cái video trên, ở trên mấy clip ở trên YouTube á, thấy lúc nào cũng ngây thơ mà nói chuyện gì dữ vậy. Nhưng mà anh có đi khách sạn nha em không? Anh không đi, em tắt máy đó nha. Không, có vợ đi gì nữa. Anh có vợ rồi hả? Chứ sao? Vậy thôi, em xin lỗi anh. Ngay vậy sao? Em xin lỗi. Em xin lỗi vợ anh. Em xin lỗi chị, em không cố ý. Em xin lỗi anh nha. Ừ, tưởng ở đây ăn gì ship để mua ủng hộ anh nha. Dạ. Dạ ăn mà. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Thôi gọi treo người khác đi. Dạ em tắt nha, cảm ơn anh. Tắt đi. Dạ. Trời ơi. Ủa Facebook có vợ đâu ta? Treo quá, ổng treo quá. Không có vợ đâu. Người ta có vợ rồi nè, vợ người ta đăng nè bà nội. Trời ơi, vợ người ta nè má. Cái mặt vợ người ta trần trần nè trời. Thế thì chứ tao lộn quần tao nổi lên luôn. Lột đi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Lột đi. Thôi. Xin lỗi cho đây, xin lỗi chân thành, mặt chân thành đưa. Dung dung cận cảnh, mặt xin lỗi chân thành. Thật ra thì nãy giờ là em thua kèo. Nên em mới tại công viên nó chọn rồi chứ không phải em. Nhưng mà em xin lỗi anh chị nha, em không có cố ý đâu. Em xin lỗi nhiều quá. Xin lỗi gì mà giả tạo quá vậy, hơi giả chân nha. Nét hơi giả chân làm lại nè. Rồi vô. Em xin lỗi anh. Thì thôi chắc kết thúc clip ở đây nha mọi người. Ai đó thua thì cũng đã thua rồi. Thì thôi, tạm biệt mọi người nha, bye bye. Ủa, phải không bay hả? Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Ha ha ha!